Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thời tiết khu vực Hà Nội không có nhiều thay đổi so với hôm qua. Sáng sớm trời vẫn nhiều mây, có mưa vài nơi và sương mù nhẹ rải rác. Nhiệt độ vào khoảng từ 20 đến 21 độ. Tuy nhiên độ ẩm không khí giữ ở mức cao đến 98% nên cảm giác trời vẫn lạnh hơn nhiệt độ thực tế. Trời vẫn nhiều mây và có sương mù nhẹ trong buổi sáng với mức nhiệt độ là vào khoảng từ 21 đến 23 độ từ sau 9 giờ. Đến trưa mây giảm, đôi lúc trời hửng nắng, nhiệt độ nhích tăng lên 24 độ vào giữa trưa, rồi nhích tăng thêm 1 độ lên mức là 25 độ vào buổi chiều. Từ sau 17 giờ, mật độ mây dày trở lại, nhiệt độ giảm dần xuống 2-3 độ khi trời tối. Độ ẩm trong ngày là từ 82 đến 98%. Theo các chuyên gia y tế, trong giai đoạn chuyển mùa như hiện nay, thời tiết có mưa phùn và độ ẩm cao làm gia tăng các bệnh liên quan đến đường hô hấp ở trẻ nhỏ. Do đó, để phòng bệnh đường hô hấp, cha mẹ nên đưa trẻ đi tiêm phòng vaccine đầy đủ, định kỳ. Từ ngày 12 tháng 3, phòng tiêm chủng vaccine của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội đã mở cửa trở lại, phục vụ người dân có nhu cầu. Người dân khi đến tiêm chủng cũng sẽ được tư vấn dinh dưỡng miễn phí, ưu tiên trẻ em dưới 5 tuổi. Mỗi người sẽ được tư vấn dinh dưỡng trong khoảng thời gian từ 20 đến 30 phút vào các thứ 3, 5, 7 và Chủ nhật hàng tuần. Còn sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các khu vực Hà Nội trong ngày hôm nay. Khu vực phía tây thành phố từ Phúc Thọ tới Chương Mỹ, Hà Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, nhiệt độ là từ 21 đến 25 độ. Hình thái thời tiết này cũng diễn ra ở khu vực phía nam từ Thanh Oai, Thường Tín xuống Mỹ Đức với mức nhiệt không thay đổi. Khu vực các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây cũng tương tự kiểu thời tiết này với nhiệt độ từ 20 đến 25 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 21 đến 25 độ. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo chi tiết của khu vực Hà Nội trong những ngày tới và các tỉnh thành trên cả nước. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin dự báo thời tiết tiếp theo.